Thương mến, chào cả nhà. Chúc cả nhà một Chúa Nhật thật bình an, hạnh phúc và vui vẻ. Và bây giờ thì Hà xin gửi tặng cả nhà một bài thơ mang tên Đàn bà quyến rũ nhất chính là tâm hồn, của tác giả Kim My. Đàn bà hãy cứ là đàn bà thôi, đừng theo đuổi những gì người ta muốn. Đời của mình khổ đau hay vui sướng phải do mình tự quyết định từ hôm nay. Là chính mình, đừng là phiên bản của bất cứ ai. Rạng rỡ xinh tươi khiến bao người ao ước. Bằng lòng với bản thân, với những gì có được, tiêu tiền của chính mình mới sung sướng biết bao nhiêu. Không cần vĩ đại hay học theo một người phụ nữ nào. Buồn thì khóc, vui cười tao thoải mái. Hy sinh nhiều, người ta cho mình dài. Đổi lại toàn những mất mát tổn thương. Hãy cứ là chính em, người phụ nữ bình thường, đủ bao dung, ngọt ngào cùng đằm thắm, nhưng vẫn có chút chua ngoa pha lạnh lùng, cứng rắn, buộc chặt khi cần, mềm dẻo vừa vặn buông. Đâu có ai sinh ra cuộc sống đã màu hường, phận đàn bà càng đủ đường gian khó. Một điều chắc chắn, em không dễ dàng từ bỏ, kiên cường đến cùng. Giữa sóng gió vô ngôn, đàn bà quyến rũ nhất chính là ở tâm hồn. Bài thơ đã nói nên cái vẻ đẹp của người phụ nữ, một trong những cái vẻ đẹp kiên quyết, cái vẻ đẹp sâu lắng và tuyệt vời nhất của chị em của chúng ta. Vậy thì chẳng có lý do gì để mà chị em của chúng ta phải không được đẹp, đúng không? Nếu như bên ngoài của chúng ta thì chúng ta có thể dùng make up, dùng trang phục. Nhưng nếu như chúng ta có một cái tâm hồn ở bên sâu ở bên trong mà nó khô cằn như sỏi đá thì e là bản thân của chúng ta có cái gì đó nó khá là mờ nhạt trong cái cuộc đời này. Nào, đã đến lúc bạn sống và khiến cho tâm hồn của mình được tươi mới hơn, được hạnh phúc hơn, được nở hoa theo cái cách mà bạn muốn. Bạn thương mến, chúng ta mỗi một hành trình đều mang cho mình những điều ước ao khác nhau, những mong muốn, những chờ đợi khác nhau. Bạn có nghĩ rằng 5 năm tới, 10 năm tới, thậm chí 20 năm tới, bạn sẽ là ai, sẽ làm gì không? Có, đúng không? Có đôi lúc chúng ta sẽ nghĩ, chúng ta muốn cái này, chúng ta muốn cái kia. Thế nhưng rồi, cái muốn của chúng ta ấy, nó sẽ thay đổi liên tục. Và bạn thương mến, ngày hôm nay Hà sẽ chia sẻ với các bạn về cái kế hoạch, về cái ước mơ trong 5 năm tới của bản thân mình. Không biết các bạn có giống Hà không, nhưng bản thân Hà thì sẽ có một cái thói quen như thế này. Thói quen này từ hồi cấp 3 cơ. Thói quen này được chia sẻ cùng với một người bạn mà cứ hễ mỗi một dịp xuân về, Tết đến ấy. Tết đến xuân về thì bản thân Hà cũng như người bạn ấy sẽ dành tặng cho nhau một ngày để ngồi review lại, nói chuyện lại với nhau. Sao một năm qua mình đạt được những này, mình chưa đạt được những điều kia, lý do và nguyên nhân. Để rồi từ đó bản thân mỗi một người đều đưa ra cho mình những kế hoạch cụ thể cho năm tới. Thường là chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian đâu các bạn. Chúng ta chỉ cần có một cuốn sổ đơn giản như thế này thôi. Cuốn sổ mà mình cảm thấy yêu thích, nó cũng có màu xanh như những gì ước ao. Thì bạn có thể lên kế hoạch cho mình. Còn trong video này thì Hà xin chia sẻ về ước mơ, hay chính xác là những kế hoạch cho 5 năm tới mà bản thân Hà sẽ làm và hy vọng rằng nó sẽ trở thành hiện thực. Nếu như năm 18 đôi mươi thì Hà ước mơ to lắm. Ước mơ mình trở thành một cô giáo có sức ảnh hưởng tới khá nhiều học sinh và có thể là giáo viên dạy môn văn hay dạy môn Anh. Nhưng kỳ thực ra thì cuộc sống nó không có như thế. Cái ước mơ vẫn cứ là cái mơ ước thôi. Thi trượt đại học, mà nếu như thi những trường đại học mà khác thấp hơn thì có khả năng là sẽ được. Nhưng mà trứng chọi với đá
không có biết lượng sức mình nên là thi luôn vào trường đại học sư phạm 1, rớt luôn. Và rớt luôn thì cũng không có thi vào cao đẳng. Hệ cao đẳng thì đơn giản thừa và dư, nhưng không muốn. Hay là cũng không biết được rằng là mình có cái trường đại học sư phạm 2 á, cũng không biết gì luôn, chỉ có biết mỗi sư phạm 1. Bởi vì các anh chị ở trong làng thi vào đại học sư phạm 1 nên trong đầu cũng chỉ có như vậy thôi. Ước mơ đó không có. Thì đi học về kinh doanh, học về trường về kinh doanh, về khối kinh tế. Thế rồi đi làm. Khi ước mơ không có còn thì thấy không biết mình sẽ làm gì, cũng vẫn lên kế hoạch, nhưng kế hoạch nó ngắn hạn lắm. Và nó rất là buồn cười cho đến những cái thăng trầm và biến cố trong cuộc sống để mình nhận ra rằng thực ra ước mơ đó không thành hiện thực, hóa ra lại hay, hóa ra lại rất là tuyệt vời. Thế nên là cảm thấy biết ơn cái điều đó, cảm ơn biết ơn cái điều mà ngày ấy mình đã bị trượt đại học, không phải vào về sư phạm. Bởi vì sao? Bởi vì 5 năm tới cái mục tiêu và mục đích lớn nhất của Hà vẫn là một giáo viên. Các bạn thấy có mâu thuẫn không? Nhưng từ từ, xin các bạn hãy lắng nghe một xíu. Hà nghĩ rằng là trước khi mình trở thành một giáo viên để thực hiện đúng cái ước mơ hoài bão của mình thì mình có quyền được làm mà. Đó là gì ạ? Vì Hà có 2 đứa con. Hà vẫn là một cô giáo. Hà vẫn là một người mà đầu tiên ảnh hưởng tới con của mình, cả một cuộc đời của con, đúng không? Nghĩ sâu xa ra thì cuộc đời của 2 đứa sau này nó sẽ dẫn tới là của chồng, của con, của vợ, của con, của các con mình. Vậy thì không phải mình trở thành một người mẹ, một người nhà giáo, một người mà hướng cho các con và dạy cho các con, như vậy không phải là tuyệt vời lắm sao? Từ khi bà Hà nhận ra rằng ôi, ước mơ của mình không phải là những điều xa vời kia, mà là trở thành một người mẹ 100%, giúp cho con mình trưởng thành, phát triển và trở nên tốt đẹp hơn, thì từ lúc đó bản thân Hà cảm thấy mình như có một sức sống mãnh liệt. Tất cả mọi thứ khác cho cái cuộc đời và cho sự nghiệp của mình ấy, thì mình thấy sẽ được đặt xuống ở phía sau. Khi này thì mình bắt đầu tập trung vào lên những kế hoạch rất là cụ thể và rõ ràng. Cái điều mà cụ thể và rõ ràng ở đây bao gồm là gì? Bao gồm là bản thân mình cũng phải nâng cao trí tuệ. Mình cũng phải học. Mình học ở đây không phải là học kiến thức của con để dạy con, mà ở đây mình học cái kỹ năng, sự thấu hiểu con. Rồi mình học các cái kỹ năng của một người mẹ thì mình nên làm gì cho con ở từng giai đoạn, đồng hành cùng con, phát triển cùng con. Có lẽ rằng ước mơ của mình nó nhỏ so với mọi người, nhưng mình nhận thấy rằng đây là một trong những cái ước mơ mà mình cảm thấy khi đạt được nó tuyệt vời hơn tất cả. Cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy rất vui và hào hứng khi 5 năm tới mình được đồng hành cùng các con, có một cái kế hoạch rất cụ thể để phát triển cho từng con một. Ở năm nay con sẽ đạt được những điều gì, năm sau con đạt được điều gì, và những điều gì đang là vấn đề của con thì có thể chia sẻ và đồng hành. Đó, đó là kế hoạch lớn nhất mà Hà cảm thấy vĩ đại nhất trong cái giai đoạn này. Việc thứ hai trong 5 năm tới, có thể là bản thân Hà sẽ cố gắng để hoàn thành và đưa ra được một bản thảo cho một cuốn sách của chính mình. Nghe thì nó rất là lại lại mơ mộng đúng không? Nhưng mà có ai đánh thuế đâu. Tại sao bạn không mơ? Đã mất công mơ thì tại sao không mơ ước một giấc mơ lớn hơn? Người ta gọi là cái big dream. Sau đó thì bạn sẽ cảm thấy vô cùng là tuyệt vời. Đó là những ước mơ của Hà trong 5 năm tới. Và kế hoạch của nó sẽ được làm ở trong đây, theo từng năm và theo từng tiến độ của nó. Còn bạn thì sao? Hà tin rằng cuộc đời của bạn cũng sẽ vô cùng tuyệt vời. Có đúng không nào? Đã đến lúc Hà xin gửi lời chào và lời tạm biệt rồi. Xin hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo.